Xin chào tất cả các bạn, Razer Blade là sản phẩm cốt lõi của dòng máy tính xách tay của Razer trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong khi camera laptop nhỏ gọn như Razer Blade State và dòng laptop cao cấp Blade Pro đã nhận được nhiều cải tiến thì dòng Blade tầm trung vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Thiết kế cơ bản vẫn được giữ nguyên thiết kế từ năm 2013. Và sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng bản nâng cấp mới nhất của chiếc máy tính chơi game Razer Blade cũng đã được ra mắt. Với một cuộc đại tu lại về thiết kế, hội tụ đầy đủ những ước muốn của người dùng từ thế hệ đầu tiên, bao gồm thiết kế mới đẹp hơn, màn hình to hơn, với màn hình mỏng hơn và dĩ nhiên là một cấu hình mạnh mẽ hơn. Và ngay bây giờ, hãy cùng với đi review tìm hiểu xem chiếc Razer Blade có những đặc điểm gì nổi bật. Đầu tiên, chiếc Razer Blade bây giờ sẽ có màn hình 15,6 inch, là chiếc laptop chơi game có màn hình lớn nhất hiện tại của Razer, bộ vi xử lý Core i7 thế hệ thứ 8. Và Nvidia Maqui cho phép chiếc Blade có thể sánh ngang hàng với những chiếc laptop chơi game tốt nhất hiện có. Kích thước màn hình lớn hơn có lẽ là nâng cấp mà nhiều người dùng chơi game mong chờ nhất trên chiếc Blade mới. Do viền bezel đã làm mỏng hơn cho nên kích thước tổng thể của máy so với những thế hệ cũ không chênh lệch nhiều. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một máy tính xách tay có kích thước vừa đủ nhưng màn hình lại to. Ngoài màn hình lớn thì thiết kế tổng thể của chiếc Razer Blade mới cũng thay đổi triệt để. Razer đã đơn giản hóa thiết kế trên chiếc laptop, trở lại vỏ nhôm màu đen, dỡ bỏ những phần G trên vỏ máy xung quanh logo của Razer và làm vuông góc các máy. Máy giờ phẳng và mạnh mẽ hơn với các đường phát sắc. Bên trong chiếc laptop cũng có một sự thay đổi lớn. Razer sẽ cho phép người dùng lựa chọn 3 tùy chọn cho màn hình. Màn hình 60Hz, 180, được bao gồm cho cấu hình rẻ nhất của chiếc Blade. Màn hình 144Hz 180 được thiết kế cho game thủ và tùy chọn màn hình cảm ứng 4K hỗ trợ 100% màu RGB. Ngoài ra, máy sẽ có bàn phím full size với đèn LED nhiều màu sắc. Touchpad cũ được thay thế bằng một chiếc touchpad mới rộng hơn, có các nút cảm ứng chỉ bên dưới và hỗ trợ cả driver. Với cấu hình của máy sẽ bao gồm CPU Intel Core i7 8750H, 6 nhân hệ thứ 8, xung nhịp 2,2GHz và ép xung lên 4,1GHz. GPU máy sử dụng là GTX 160 hoặc GTX 170 với công nghệ Maqui của Nvidia. Razer Blade sử dụng RAM 16GB với ổ SSD 256GB hoặc 512GB. Thú vị hơn là người dùng có thể nâng cấp hai bộ phận này, hỗ trợ tối đa 32GB RAM và 2TB bộ nhớ trong. Máy sẽ có 3 cổng kết nối USB 3.1 và cổng sạc. Pin của máy đạt 80Wh/giờ. Razer sẽ bắt đầu bán máy mới với giá từ 1.899 USD cho bản màn hình 60Hz GTX 1060 và 256GB ổ SSD. Trong khi đó, bản 144Hz GTX 1060 512GB SSD có giá 2.199 USD. Và cao nhất GTX 1070 màn hình 4K ổ SSD 512 sẽ có giá 2.899 USD. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc laptop gaming đáng mơ ước trên? Xin bấm đăng lại ý kiến dưới video. Đừng quên hiện tại Diệu Thông Minh vẫn đang cung cấp rất nhiều smartphone mà giá cả lại vô cùng hợp lý. Các bạn có thể qua trực tiếp các showroom của Diệu Thông Minh để mua cũng như trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.